Vâng, xin chào tất cả mọi người. Sáng nay gia đình Văn là trả phòng khách sạn để lấy đến chỗ anh xã nhà Văn và David sẽ thi Santa chạy bộ đây mọi người. Giờ thì gia đình Văn đã đến nơi, thì anh xã và David nhà Văn đang chạy với lại tất cả mọi người đăng ký vào để thi chạy bộ ngày hôm nay, hình như gần là 500 người đó mọi người. Đó, David nhà Văn thì tới đích thứ hai ở độ tuổi 11 đến 15 tuổi. David là người đánh thứ hai, còn anh xã nhà Văn cũng là người đánh thứ ba ở độ tuổi 30 cho đến 50 tuổi. Giờ gia đình Văn đã thi xong rồi thì hai gia công đang đi phía trước để ra chỗ đậu xe. Gia đình Văn chuẩn bị lái xe tới chỗ một nhà hàng ăn trưa, sau đó thì sẽ về lại nhà ở Peterborough mọi người. Đây là cái cảnh chỗ gần gia đình Văn đậu xe. Đây là đoạn đường từ chỗ khách sạn lấy đến chỗ nhà hàng. Đây là nhà hàng người ta họ trồng nho, trồng táo, trồng trồng đào đó mọi người. Đây đây là món ăn của Văn là canh nấm. Còn cái này pasta là phần của anh xã và David. Hai mẹ con Văn thấy nấm ngon quá gọi thêm một tô nữa. Giờ thì gia đình Văn đang ăn nha mọi người. Vâng, mời tất cả mọi người nha. Để mình thì gọi cho mình món gà nướng. Anh xã Văn đang phụ để mình cắt, tại vì miếng gà nó hơi bị to đó mọi người. Đồ ăn ở đây rất là ngon. Đây là lần thứ ba gia đình Văn đến nhà hàng này. Sau khi ăn thì gia đình Văn đi ra ngoài chỗ gần đậu xe thì có một cái vườn này, một cái nông trại này người ta trồng là trồng trồng nho đó mọi người, với táo với lại đào ấy. Giờ Văn qua mùa cảnh mùa đông thì nó không có trễ, chứ vào mùa hè nó là trễ sum xê trĩu quả. Cho nên Văn cũng xin dừng video hôm nay ở đây, gia đình Văn lái xe về nhà đây mọi người. Nếu mọi người yêu thích video này hãy tặng cho Văn một sub share, like và comment nhé.